bạn đang nghe nhạc tại website nhacdj.vn. Mắt không nhìn thì tình sẽ không đồng, không phải cắn môi để nhìn chặt tiếng không. Sao lại ngỡ mang tiếng anh vừa rồi? Chẳng lẽ em hạnh phúc khi thấy anh buồn? Khi thấy anh buồn. Sao không nói với anh rằng em đã hết yêu từ lâu? Rồi mình cũng thấy nhau có phải nhẹ nhàng hơn không? Cứ cố gắng bên anh làm gì khi trái tim của em lỡ trao yêu thương cho ai mất rồi? Thôi anh sẽ quay trở lại thời gian trước khi gặp em. Người đàn ông chỉ biết rơi cho điều anh. Chỉ biết rơi cho điều hạnh phúc trong tình yêu không.